thông điệp rõ ràng của Tổng thống Nga đến phương Tây. Nga tấn công bằng tên lửa siêu thanh, NATO-Ukraine họp khẩn. Nga tấn công đánh bại quân tinh nhuệ chiến tuyến Ukraine bên bờ vực sụp đổ. Xung đột Nga-Ukraine có nguy cơ đẩy thế giới vào thế chiến thứ ba. NATO và Ukraine sắp họp khẩn vì vụ tấn công bằng tên lửa Oresnik của Nga. Nga đã bắn một tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung mới có tên gọi là Oresnik vào Ukraine hôm 21 tháng 11, điều mà Tổng thống Putin cho biết là phản ứng trực tiếp đối với các cuộc tấn công vào Nga của lực lượng Ukraine bằng tên lửa do Mỹ và Anh cung cấp. Trong một tuyên bố đặc biệt từ Điện Kremlin ngày hôm đó, Tổng thống Nga nhấn mạnh cuộc chiến đang leo thang thành một cuộc xung đột toàn cầu, mặc dù ông tránh mọi lời lẽ liên quan đến vũ khí hạt nhân. Cho đến nay, ông Putin cũng đã kiềm chế không thực sự tấn công phương Tây, một bước đi có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Liên minh NATO, một cuộc đối đầu mà Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định sẽ là thế chiến thứ ba. Trong tuyên bố của mình, người đứng đầu Điện Kremlin đã thông báo với phương Tây rằng Nga có quyền tấn công các cơ sở quân sự của các quốc gia cho phép Ukraine sử dụng tên lửa mà họ để tấn công Nga. Cho đến nay, những nước này chỉ bao gồm Mỹ và Anh. Trả lời phỏng vấn của Reuters, cựu cố vấn Điện Kremlin Sergei Markov cho biết, Tổng thống Putin đang gửi thông điệp tới phương Tây rằng hãy dừng lại và lùi bước. Tín hiệu mà ông Putin đang gửi đến thế giới là chúng tôi coi những cuộc tấn công này là sự tham gia trực tiếp của Mỹ và Anh vào một cuộc chiến chống lại Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong thời gian gần đây đã bỏ đi sự phản đối với việc Ukraine bắn tên lửa của Mỹ và các mục tiêu sâu bên trong nước Nga, một sự thay đổi trong chính sách đáng chú ý của Mỹ. Đặc biệt trong bối cảnh ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Các quan chức Nga coi động thái của chính quyền ông Biden là một quyết định liều lĩnh của một chính quyền sắp mãn nhiệm nhằm tạo ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng để ông Trump giải quyết khi ông nhậm chức Tổng thống vào tháng 1 tới. Điều đó cũng khiến ông Putin rơi vào thế khó. Nếu ông leo thang ngay bây giờ, ông có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng. Nhưng nếu ông không làm vậy, thì phương Tây có thể coi ông là người yếu đuối và tiếp tục vượt qua các ranh giới đỏ rõ ràng của Nga. Khi ông Putin cảnh báo vào tháng 9 rằng Nga sẽ cập nhật học thuyết hạt nhân của mình để có khả năng đáp trả bằng vũ khí hạt nhân đối với việc sử dụng tên lửa thông thường của phương Tây để tấn công Nga, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết đây không phải là lần đầu tiên ông làm rung chuyển thanh kiếm hạt nhân. Vào ngày Ukraine bắn tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất sâu vào lãnh thổ Nga, ông Putin đã chấp thuận thay đổi về thế trận hạt nhân. Sau động thái này, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ không thay đổi thế trận hạt nhân của mình hoặc quan sát thấy sự thay đổi trong thế trận hạt nhân của Nga. Khi được hỏi thông điệp chính trong tuyên bố của ông Putin là gì, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22 tháng 11 cho rằng điều quan trọng là Nga sẽ phản ứng với hành động liều lĩnh từ các nước phương Tây tham gia vào các cuộc tấn công vào Nga. Bên cạnh cảnh báo rằng các cơ sở quân sự của Mỹ và Anh có thể bị nhắm mục tiêu, ông Putin cho biết kế hoạch triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung của Washington ở châu Âu và châu Á có thể thúc đẩy Moscow làm điều tương tự, đưa hỏa lực của mình vào phạm vi tấn công gần hơn với phương Tây. John Wooster, cựu trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ Barack Obama và hiện là giám đốc rủi ro toàn cầu tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho rằng, ông Putin rõ ràng đang báo hiệu sự phụ thuộc ngày càng tăng vào vũ khí chiến lược, bao gồm tên lửa hạt nhân và tầm xa, để thúc đẩy Mỹ và NATO ngừng hỗ trợ cho Ukraine. Tôi không nghĩ ông ấy có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân trong một cuộc chiến mà ông ấy đang thắng, nhưng ông ấy dường như muốn chúng ta lo lắng nhiều. Nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã ca ngợi ông Putin vì tuyên bố mà ông cho biết hàng nghìn binh lính đã chờ đợi từ lâu. Họ đang ngồi đó ở phương Tây, ấm áp và khá yên tĩnh. Vì vậy, hãy để họ tự cảm nhận cuộc chiến thực sự là như thế nào. Họ có muốn một cuộc chiến thực sự với Nga không? Vậy thì hãy để họ thỏa mãn với điều đó. Cần phải chứng minh toàn bộ sức mạnh chết người của vũ khí tầm xa của Nga, ông Kadyrov nói. Ông Putin cho biết, cuộc tấn công của Ukraine bằng ATACMS vào ngày 19 tháng 11 đã không gây ra bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào. Nhưng cuộc tấn công một ngày sau đó bằng tên lửa Storm Shadow của Anh vào khu vực Kursk đã nhắm vào một điểm chỉ huy và dẫn đến thương vong. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết về mặt kỹ thuật, Nga không có nghĩa vụ phải cảnh báo Washington về cuộc tấn công trả đũa hôm 21 tháng 11 vì tên lửa này là tên lửa tầm trung chứ không phải liên lục địa. Nhưng ông cho biết Moscow đã thông báo cho Mỹ trước 30 phút.
Và dù ông Putin cố tình tránh đề cập đến vũ khí hạt nhân trong tuyên bố của mình, tên lửa siêu thanh mới mà Nga bắn vào Dnipro ở Ukraine có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân và có thể vươn tới châu Âu hoặc bờ biển phía Tây của Mỹ. Cuối cùng, lời cảnh báo của ông Putin đến phương Tây là không được đánh giá thấp quyết tâm của ông. Chúng tôi coi mình có quyền sử dụng vũ khí chống lại các cơ sở quân sự của những quốc gia cho phép sử dụng vũ khí của họ chống lại các cơ sở của chúng tôi. Nếu bất kỳ ai khác nghi ngờ điều này thì họ đã sai, Tổng thống Nga nhấn mạnh. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Ukraine sẽ tổ chức các cuộc đàm phán khẩn cấp vào ngày 26 tháng 11 tới, sau khi Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Oresnik để tập kích một mục tiêu quân sự của Ukraine tại thành phố Dnipro. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 22 tháng 11 cho rằng cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn quyết định và rất kịch tính. Quốc hội Ukraine đã hủy một phiên họp vì lý do an ninh được thắt chặt sau cuộc tấn công của Nga vào một cơ sở quân sự tại thành phố Dnipro. Trong một lời cảnh báo nghiêm khắc với phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng cuộc tấn công bằng tên lửa tầm trung Oresnik nhằm đáp trả việc Kiev sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ và Anh để thực hiện các cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga. Ông Putin nhấn mạnh các hệ thống phòng không của phương Tây sẽ bất lực trong việc ngăn chặn tên lửa mới. Theo các quan chức quân sự Ukraine, tên lửa tấn công Dnipro đã đạt tốc độ Mach 11 và mang theo 6 đầu đạn phi hạt nhân. Mỗi đầu đạn phóng ra 6 quả đạn con. Phát biểu ngày 22 tháng 11 với các quan chức quân sự và công nghiệp vũ khí, Tổng thống Putin cho biết Nga đang triển khai sản xuất tên lửa Oresnik. Không quốc gia nào trên thế giới có vũ khí như vậy. Sớm muộn gì, các quốc gia hàng đầu khác cũng sẽ có được chúng. Chúng tôi biết rằng chúng đang được phát triển. Chúng tôi hiện đã có hệ thống này và điều này rất quan trọng, ông Putin nói. Việc thử nghiệm tên lửa sẽ tiếp tục kể cả trong chiến đấu, tùy thuộc vào tình hình và bản chất của các mối đe dọa an ninh được tạo ra đối với Nga. Nhà lãnh đạo Nga cho biết và lưu ý rằng Moscow có một kho dự trữ các hệ thống như vậy đã sẵn sàng để sử dụng. Tổng thống Putin cũng khẳng định, mặc dù đây không phải là tên lửa xuyên lục địa, nhưng nó mạnh đến mức việc sử dụng một số tên lửa này được trang bị đầu đạn thông thường trong một cuộc tấn công có thể tàn khốc như một cuộc tấn công bằng vũ khí chiến lược hoặc vũ khí hạt nhân. Tướng Sergei Karakeyev, người đứng đầu lực lượng tên lửa chiến lược của Nga cho biết, tên lửa Oresnik được trang bị đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường có thể tiếp cận các mục tiêu trên khắp châu Âu. Ông Karakeyev cũng đồng tình với tuyên bố của Tổng thống Putin rằng, ngay cả với đầu đạn thông thường, việc sử dụng vũ khí này trên diện rộng cũng có tác dụng tương đương với việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong phát biểu cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đổ lỗi cho những quyết định và hành động liều lĩnh của các nước phương Tây trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công Nga. Phía Nga đã chứng minh rõ ràng năng lực của mình và các hành động trả đũa tiếp theo trong trường hợp mối quan ngại của chúng tôi không được tính đến cũng đã được phát thảo khá rõ ràng, ông Peskov nói. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người được coi là có mối quan hệ nồng ấm nhất với Điện Kremlin tại Liên minh châu Âu, đồng tình với quan điểm của Moscow cho rằng việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp ở Ukraine có thể đòi hỏi sự tham gia trực tiếp của Mỹ. Đây là những tên lửa được bắn ra và sau đó được dẫn đường đến mục tiêu thông qua hệ thống điện tử, đòi hỏi công nghệ tiên tiến nhất thế giới và khả năng liên lạc vệ tinh. Có một giả định mạnh mẽ rằng những tên lửa này không thể được dẫn đường nếu không có sự hỗ trợ của nhân viên Mỹ, ông Orbán phát biểu trên đài phát thanh nhà nước. Thủ tướng Hungary Orbán cảnh báo không nên đánh giá thấp phản ứng của Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng những sửa đổi gần đây của nước này đối với học thuyết triển khai hạt nhân không nên bị coi là trò bịp. Đó không phải là trò bịp, sẽ có hậu quả, ông nói. Tổng cục tình báo Ukraine cho biết tên lửa Oresnik đã được bắn từ trường bắn thử tên lửa Kapustia ở vùng Astrakhan của Nga. Tên lửa đã bay với tốc độ hơn 13.000 km/h và mất 15 phút để tiếp cận mục tiêu ở Dnipro. Các vụ phóng tên lửa tương tự đã được tiến hành vào tháng 10 năm 2023 và tháng 6 năm 2024. Lầu Năm Góc xác nhận tên lửa này là loại tên lửa tầm trung mới, được thử nghiệm dựa trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-26 Rubes. Cuộc tấn công hôm 21 tháng 11 nhằm vào nhà máy Pripyat, nơi chế tạo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM khi Ukraine còn thuộc Liên Xô. Cơ sở quân sự này nằm cách trung tâm Dnipro khoảng 6,5 km về phía Tây Nam. Với khoảng 1 triệu dân, Dnipro là thành phố lớn thứ tư của Ukraine và một trung tâm chính về vật tư quân sự và viện trợ nhân đạo.
đồng thời là nơi có một trong những bệnh viện lớn nhất cả nước để điều trị cho những người lính bị thương từ tiền tuyến trước khi họ được chuyển đến Kiev hoặc ra nước ngoài. Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng Moscow đã đẩy nhanh tốc độ tiến công ở đông bắc Ukraine và đánh bại các đơn vị tinh nhuệ nhất của quân Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng Moscow đã đẩy nhanh tốc độ tiến công ở đông bắc Ukraine và đánh bại các đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Kiev. Chiến dịch mà chúng ta thực hiện ở đây đã đánh bại các đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraine. Bây giờ tốc độ tiến công đã tăng. Chúng tôi đã ngăn chặn toàn bộ chiến dịch năm 2025 của đối phương, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Beloshov tuyên bố khi đến thăm một sở chỉ huy của Nga ở đông bắc Ukraine hôm 22 tháng 11. Ông Beloshov đã đến thăm một địa điểm và chỉ huy kiểm soát do lực lượng tác chiến phía bắc của Nga điều hành, chịu trách nhiệm về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, lực lượng Nga tham gia đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Kursk đã làm suy yếu các đơn vị quân sự tinh nhuệ nhất của Kiev và làm chệch hướng toàn bộ chiến dịch năm 2025 của Ukraine. Các lực lượng Nga đã tiến vào thị trấn hậu cần Kuprian ở vùng Kharkov, đông bắc Ukraine và tiến công trong 2 tháng qua tại nhiều khu vực khác nhau trên tiền tuyến với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Mirin, chuyên gia nghiên cứu xung đột tại Đại học Hoàng gia London cảnh báo, tuyến phòng thủ của Ukraine tại vùng Donbass ở miền đông có thể sụp đổ sớm hơn dự kiến. Nguy cơ là tiền tuyến dọc theo Donbass sẽ sụp đổ có lẽ nhanh hơn nhiều vì chiến dịch Kursk này. Bà Mirin chỉ ra rằng tính toán của Ukraine về việc chuyển hướng quân Nga từ Donbass về vùng Kursk đã không thành công và kết quả là quân đội Nga đang tích cực tiến về các thành trì Podolsk và tiến vào Toretsk. Đó là những trung tâm hậu cần và tiền đồn phòng thủ rất quan trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine và việc mất chúng sẽ mang lại cho Nga lợi thế để tiến về các thành phố như Kramatorsk và Slovyansk, chuyên giả nhấn mạnh. Quân đội Nga đã kiểm soát khoảng 2.700 km2 lãnh thổ Ukraine kể từ đầu năm nay, gần gấp 6 lần so với cả năm 2023. Hướng tấn công chính của Nga là khu vực Kuprian ở vùng Kharkov và Kudakovo ở Donbass đóng vai trò là cửa ngõ vào trung tâm hậu cần chiến lược Podolsk. Từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 11, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 1.000 km2 cho thấy tốc độ tấn công đang tăng nhanh đáng kể. Các chuyên gia cho rằng chiến dịch đột kích của Ukraine và tỉnh biên giới Kursk ở Nga rốt cuộc là một sai lầm chiến lược trong bối cảnh thiếu nhân lực. Chiến dịch Kursk không những không khiến Nga phải rút bớt lực lượng từ chiến trường Ukraine về nước mà còn giúp họ củng cố vị trí, đạt các bước tiến lớn ở miền đông Ukraine. Điều này sẽ mang lại cho Moscow vị thế tốt hơn trong bất cứ cuộc đàm phán tiềm tàng nào với Kiev trong thời gian tới khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức. Trong nỗ lực nhằm giúp Ukraine cải thiện vị thế trước đàm phán, chính quyền Tổng thống Joe Biden cuối tuần trước được cho là đã bật đèn xanh để Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do Washington viện trợ nhằm tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nguy cơ xảy ra thế chiến thứ 3. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, cụm từ thế chiến thứ 3 thường xuyên xuất hiện trong những phát biểu của các nhà lãnh đạo trên thế giới khi cảnh báo về nấc thang cao nhất mà cuộc chiến này có thể chạm tới. Trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump và các đồng minh đã nhiều lần cho rằng đường hướng đối ngoại của Mỹ dưới thời người kế nhiệm Biden có thể đẩy nước Mỹ đến bờ vực của một cuộc thế chiến mới. Tuy nhiên, phần lớn những chỉ trích bắt đầu gia tăng trong thời gian gần đây có thể bắt nguồn những động thái cụ thể của chính quyền đương nhiệm. Sau nhiều tháng liên tục kêu gọi Mỹ nới rộng phạm vi sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cuối cùng Ukraine đã có được cái gật đầu của Tổng thống Mỹ vào ngày 17 tháng 11. Điều này được cho là một sự đảo ngược bất ngờ với chính sách trước đó của Nhà Trắng, khi chính quyền ông Biden liên tục từ chối yêu cầu của Ukraine vì lo ngại những phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga. Ngay bên trong nội bộ của Nhà Trắng cũng tồn tại nhiều ý kiến cho rằng quyết định xé rào của ông Biden có thể khiến Mỹ lún sâu hơn vào cuộc chiến bên ngoài lãnh thổ, hoặc tệ hơn, có thể thúc đẩy sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân Nga trong xung đột với Ukraine. Sau khi nhiều hãng thông tấn lớn đưa tin về quyết định của ông Biden, ông Donald Trump, con trai của Tổng thống đắc cử, đã viết trên X. Chính quyền đương nhiệm dường như muốn đảm bảo rằng họ sẽ tiến hành thế chiến thứ 3 trước khi cha tôi có cơ hội tạo ra hòa bình và giảm thiểu thương vong. Ông Michael Watts, người được chọn là cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền mới của ông Trump, cảnh báo rằng đây là một bước leo thang căng thẳng nữa và không ai biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Giữa lúc căng thẳng leo thang, ông Valery Zaluzny, đại sứ Ukraine tại Anh, và cựu tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine cũng cho biết,
với sự tham gia trực tiếp của các đồng minh Nga vào cuộc chiến ở Ukraine, có thể coi như thế chiến thứ ba đã bắt đầu. Tôi tin rằng trong năm 2024, chúng ta hoàn toàn có thể xem là thế chiến ba đã nổ ra. Lý do là vào năm 2024, Ukraine không chỉ là đối mặt với Nga mà còn là binh sĩ Triều Tiên, ông nhận định. New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine vào đầu tháng này cho biết, tổng cộng 50.000 quân gồm cả lính Nga và Triều Tiên đang tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn ở vùng Kursk. Xung đột leo thang. Không bất ngờ khi Điện Kremlin ngay lập tức phản ứng trước quyết định của Nhà Trắng. Hai ngày sau khi Mỹ bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công Nga, Tổng thống Putin đã chứng minh những lời cảnh báo trước đó không phải là những tuyên bố suông bằng cách ký thông qua ký học thuyết hạt nhân. Học thuyết hạt nhân ra đời sửa đổi của Nga có tên Nền tảng chính sách nhà nước trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Nêu rõ, Nga sẽ xem mọi cuộc tấn công của một nước không có vũ khí hạt nhân nhưng được hỗ trợ bởi một cường quốc hạt nhân là một cuộc tấn công chung. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, những thay đổi này có nghĩa là Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị xâm lược bằng vũ khí thông thường chống lại Nga hoặc Cộng hòa Belarus. Trong ngày 19 tháng 11 và 21 tháng 11, Tổng thống Putin cho biết Ukraine đã triển khai những hệ thống tên lửa ATACMS và HIMARS do Mỹ sản xuất, cũng như tên lửa Storm Shadow của Anh tấn công lãnh thổ Nga. Để đáp trả, Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oresnik vào thành phố Dnipro của Ukraine. Theo một quan chức Mỹ, Oresnik là một trong những hệ thống tên lửa tầm trung mới nhất của Nga, có thể lao đến mục tiêu với tốc độ tối đa 10.800 km/h, gấp 10 lần âm thanh. CNN dẫn lời một quan chức giấu tên cho rằng Nga có thể đã bắn Oresnik để răn đe Ukraine và những đồng minh phương Tây. Vũ khí này cũng không thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động quân sự của Nga trên chiến trường. Đài truyền hình Supply dẫn các nguồn tin cho biết, Quốc hội Ukraine đã hoãn phiên họp ngày 22 tháng 11 vì các vấn đề an ninh tiềm ẩn sau vụ tấn công của Nga và cho biết cuộc họp tiếp theo chưa được liên lịch cho đến tháng 12. Có thông tin cho rằng các nhà lập pháp đã được yêu cầu giữ các thành viên gia đình tránh xa khu vực trung tâm Kiev để đảm bảo an toàn. Cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ đi về đâu? Hiện cả Ukraine và các đồng minh phương Tây đều đang giáo diết chuẩn bị cho khả năng xấu nhất là Mỹ sẽ cắt đứt dòng chảy viện trợ tới Kiev sau khi Nhà Trắng đổi chủ, do Tổng thống đắc cử nhiều lần bày tỏ sự hoài nghi đối với chính sách viện trợ cho Ukraine của chính quyền đương nhiệm. Mỹ ngày 20 tháng 11 vừa công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 275 triệu đô la cho Ukraine giữa lúc cuộc xung đột ở Ukraine đã vượt qua mốc 1.000 ngày. Tổng thống Joe Biden cùng ngày đã đệ trình đề xuất xóa một nửa khoản nợ viện trợ kinh tế cho Ukraine, tương đương 4,65 tỷ đô la Liên Quốc của Mỹ. CNN dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết khoản vay 50 tỷ đô la của nhóm G7 dựa trên lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga ở các ngân hàng châu Âu sẽ đảm bảo an toàn về mặt tài chính cho Kiev trong suốt năm 2025. Hiện Nga vẫn đang nắm quyền chủ động trên chiến trường. Nga đang kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine, bao gồm toàn bộ bán đảo Crimea, 80% Donbass, hơn 70% vùng Zaporizhia và Kherson, cũng như khoảng 3% Kharkov và một phần nhỏ Mykolaiv. Tại Kursk, cuộc phản công của các lực lượng Moscow cũng gây sức ép lớn đối với Ukraine và giúp Nga giành lại phần lớn lãnh thổ mà Kiev từng chiếm giữ, tương đương 593 km2. Nhiều chuyên gia nhận định việc đánh mất con bài mặc cả Kursk và tiếp tục ở thế bị động trên chiến trường sẽ đặt Ukraine vào thế khó trên bàn đàm phán, đặc biệt khi ông Putin đã bày tỏ quan tâm tới kế hoạch ngừng bắn của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trước đó, ông Trump từng đề cập đến phương án Ukraine nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với Nga. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn đối với các quốc gia phương Tây là khả năng xung đột Nga-Ukraine không chỉ còn giới hạn bên trong đường biên giới của hai quốc gia. Trong bài phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia ngày 21 tháng 11, ông Putin cho rằng cuộc xung đột hiện nay đã mang tính toàn cầu. Kể từ thời điểm đó, như chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, một cuộc xung đột quy mô khu vực mà phương Tây kích động đã có những yếu tố mang tính chất toàn cầu, ông Putin nói. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, trong trường hợp leo thang hành động gây hấn, Moscow sẽ phản ứng quyết liệt và theo cách tương ứng. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Ukraine sẽ họp khẩn vào ngày 26 tháng 11 sau khi Nga tấn công một thành phố của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh vẫn trong giai đoạn thử nghiệm. Ngày 22 tháng 11, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng
cuộc xung đột suốt 33 tháng qua đã bước vào giai đoạn quyết định và mang tính rất kịch tính. Quốc hội Ukraine vừa hủy một phiên họp khi an ninh được thắt chặt sau cuộc họp tấn công của Nga vào cơ sở quân sự thành phố Dnipro ngày 21 tháng 11. Trong lời cảnh báo quyết liệt gửi tới phương Tây, Tổng thống Vladimir Putin vừa có phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng cuộc tấn công bằng tên lửa tầm trung Oresnik là để trả đũa về Kiev sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ và Anh để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Putin khẳng định các hệ thống phòng không của phương Tây sẽ bất lực trong việc ngăn chặn tên lửa mới của Nga. Các quan chức quân sự Ukraine cho biết tên lửa Nga bắn vào Dnipro đã đạt tốc độ Mach 11 và mang theo 6 đầu đạn phi hạt nhân, mỗi đầu đạn phóng ra 6 đầu đạn nhỏ hơn. Trong phát biểu ngày 22 tháng 11 với các quan chức quân sự và ngành công nghiệp vũ khí, ông Putin cho biết Nga đang mở rộng sản xuất Oresnik. Không ai trên thế giới có vũ khí như vậy. Sớm muộn gì các quốc gia khác cũng sẽ có được chúng. Chúng tôi biết họ đang phát triển vũ khí như vậy, nhưng chúng ta đã có hệ thống này, một điều rất quan trọng, ông Putin nói. Tổng thống Nga cho biết việc thử nghiệm tên lửa sẽ tiếp tục kể cả trong chiến đấu, tùy thuộc vào tình hình và bản chất của các mối đe dọa an ninh nhắm vào Nga. Ông nhấn mạnh rằng Nga đã có một kho dự trữ, những hệ thống như vậy để sẵn sàng sử dụng. Tướng Sergei Karakayev, chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược của Nga cho biết Oresnik có thể tấn công các mục tiêu trên khắp châu Âu, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Ông cũng khẳng định rằng dù chỉ mang theo đầu đạn thông thường, Oresnik cũng không gây tác động tương đương vũ khí hạt nhân. Ngày 22 tháng 11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga sử dụng vũ khí như vậy là do những quyết định và hành động liều lĩnh của các nước phương Tây trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đồng tình với quan điểm của Moscow, cho rằng việc sử dụng vũ khí Mỹ ở Ukraine có thể đòi hỏi sự tham gia trực tiếp của Mỹ. Những tên lửa đó được dẫn đường đến mục tiêu nhờ hệ thống điện tử, đòi hỏi công nghệ tiên tiến nhất thế giới và tín hiệu vệ tinh. Có một giả định mạnh mẽ rằng những tên lửa này không thể được dẫn đường nếu không có sự hỗ trợ của người Mỹ, ông Orbán phát biểu trên đài phát thanh quốc gia. Thủ tướng Orbán cảnh báo không nên đánh giá thấp phản ứng của Nga, nhấn mạnh việc Moscow gần đây đã sửa học thuyết hạt nhân. Trong khi đó, Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Jan Lipavský cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vừa qua là sự leo thang nhằm đe dọa người dân Ukraine và châu Âu. Tại cuộc họp báo với người đồng cấp Ukraine Andriy Sybiha tại Kiev, ông Lipavský bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn việc cung cấp thêm hệ thống phòng không để bảo vệ thường dân Ukraine khỏi các cuộc tấn công. Ông nhấn mạnh rằng Cộng hòa Séc sẽ không áp đặt bất kỳ giới hạn nào đối với việc sử dụng vũ khí và thiết bị của mình với Ukraine. Tổng cục Tình báo Ukraine nhận định tên lửa Oresnik trong tiếng Nga nghĩa là cây phỉ, được bắn từ trường bắn thử tên lửa Kopistinya số 4 ở vùng Astrakhan của Nga và đã bay 15 phút trước khi bắn vào Dnipro. Ukraine cho biết các vụ phóng tên lửa tương tự diễn ra vào tháng 10 năm 2013 và tháng 6 năm nay. Lầu Năm Góc xác nhận đây là loại tên lửa tầm trung mới, được phát triển dựa trên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-26 Rubet. Nhà máy Pechemax nằm cách trung tâm Dnipro khoảng 4 dặm, tương đương 6,5 km, là nơi bị tên lửa bắn trúng. Khu vực bị tấn công đã bị phong tỏa và người ngoài không được tiếp cận. Chưa có thông tin nào về thương vong trong vụ việc. Cuộc tấn công vào thành phố Dnipro không chỉ thu hút sự chú ý từ phía Ukraine mà còn dấy lên phản ứng mạnh mẽ từ các đồng minh phương Tây. Với việc phóng tên lửa, Nga có vẻ muốn gửi đi thông điệp rõ ràng về khả năng quân sự, đồng thời nhấn mạnh lập trường cứng rắn trước những áp lực gia tăng từ Kyiv và các quốc gia phương Tây. Cơ hội thử nghiệm vũ khí mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận tên lửa đạn đạo tầm trung, một biến thể của RS-26 được phóng từ vùng Astrakhan, đã đạt tốc độ siêu thanh gấp 11 lần tốc độ âm thanh. Loại tên lửa này được trang bị 6 đầu đạn chính cùng các đầu đạn con nhắm tới một khu công nghiệp tại Dnipro. Moscow khẳng định rằng đây là một thử nghiệm vũ khí chiến lược nhằm nâng cao năng lực quốc phòng, đồng thời thể hiện sự sẵn sàng đối phó với những thách thức mới trên chiến trường. Khác với các loại vũ khí thông thường, Oresnik không mang đầu đạn hạt nhân trong lần phóng này, tuy nhiên khả năng tích hợp đầu đạn hạt nhân của nó làm tăng tính nghiêm trọng trong thông điệp mà Nga muốn gửi đi, đặc biệt khi các đồng minh phương Tây đang đẩy mạnh cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine.
Phía Nga nhấn mạnh rằng việc thử nghiệm Odenis là lời cảnh báo trực tiếp tới phương Tây. Theo người phát ngôn điện Kremlin Peskov, hành động này nhằm đáp trả những cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ và Anh cung cấp. Ông Peskov khẳng định Nga đã chứng minh rõ ràng năng lực của mình, các hành động trả đũa tiếp theo cũng đã được lên kế hoạch. Đây không phải là lần đầu tiên Nga sử dụng chiến lược có tính toán để buộc phương Tây phải cân nhắc lại sự hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine. Với vụ thử nghiệm này, Moscow muốn nhấn mạnh rằng bất kỳ sự leo thang nào từ phía đối thủ cũng sẽ gặp phải phản ứng quyết liệt. Các cuộc phản công gần đây của Ukraine vào các kho hậu cần và cơ sở quân sự sâu trong lãnh thổ Nga đã làm gia tăng áp lực lên Moscow. Việc Kyiv sử dụng tên lửa tầm xa để phá hủy các mục tiêu chiến lược gồm cả khu vực Bryansk và Kursk khiến Nga đối mặt với thách thức lớn hơn trong việc duy trì chuỗi cung ứng cho tiền tuyến. Trong bối cảnh đó, cuộc thử nghiệm tên lửa Odenis không chỉ là bước đi chiến lược nhằm củng cố sức mạnh quân sự, mà còn có thể sự đáp trả mạnh mẽ trước các hành động của Ukraine và phương Tây. Tên lửa Odenis không chỉ là công cụ quân sự thông thường mà còn mang ý nghĩa chiến lược lớn đối với Nga. Với khả năng siêu thanh và tích hợp nhiều đầu đạn, Odenis thể hiện bước tiến công nghệ của Nga trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo. Khả năng sử dụng cả đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân cho phép Nga linh hoạt trong việc điều chỉnh chiến lược quân sự phù hợp với các mục tiêu ngắn và dài hạn. Việc triển khai loại vũ khí mới cũng là cách Nga kiểm tra phản ứng của phương Tây, từ đó điều chỉnh chiến lược trong các cuộc đàm phán hoặc đối đầu ngoại giao. Phản ứng từ Ukraine và phương Tây. Sau vụ tấn công, Ukraine đã kêu gọi các đồng minh phương Tây đẩy mạnh cung cấp hệ thống phòng không hiện đại như Patriot và các công nghệ đối phó tên lửa siêu thanh. Kyiv khẳng định rằng việc nâng cấp khả năng phòng thủ là yếu tố then chốt để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng và dân thường trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga. Ngoài ra, Ukraine cũng tiếp tục chiến lược tấn công vào các kho vũ khí và hậu cần của Nga, coi đây là cách hiệu quả để làm suy yếu khả năng duy trì chiến đấu của Moscow. Còn phản ứng từ NATO và Mỹ cho thấy sự cảnh giác cao độ trước bước leo thang mới của Nga. Tuy nhiên, các quan chức phương Tây nhấn mạnh rằng họ sẽ không bị lung lay bởi những hành động gian đe này. Việc Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa và các loại vũ khí tầm xa khác cho Ukraine tiếp tục được coi là bước đi chiến lược nhằm duy trì lợi thế quân sự của Kyiv trên chiến trường. Triển vọng dài hạn và tác động quốc tế. Một trong những câu hỏi lớn đặt ra là liệu Nga có đủ nguồn lực để duy trì các cuộc tấn công tương tự trong tương lai hay không? Việc sản xuất và triển khai các loại tên lửa siêu thanh như Odenis đòi hỏi nguồn tài chính và công nghệ lớn, điều mà Nga phải đối mặt trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế đang siết chặt nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, Nga đã chứng minh khả năng duy trì các chiến dịch quân sự dài hạn thông qua việc tối ưu hóa nguồn lực và tận dụng công nghệ hiện có. Điều này cho thấy Moscow vẫn giữ vững quyết tâm củng cố vị thế trên chiến trường, bất chấp những khó khăn kinh tế. Bên cạnh đó, dù việc Nga thử nghiệm tên lửa Odenis đánh dấu một bước quan trọng trong chiến lược quân sự của Moscow, động thái này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tác động lâu dài đối với cục diện xung đột tại Ukraine. Với Nga, thử nghiệm thành công loại tên lửa mới cho thấy Moscow vẫn giữ thế chủ động về quân sự và công nghệ dù đối mặt với nhiều thách thức trên chiến trường và trong nước. Tuy nhiên, việc duy trì chiến lược leo thang đòi hỏi Nga phải cân nhắc giữa lợi ích quân sự và nguy cơ gây thêm áp lực từ cộng đồng quốc tế. Với Ukraine, nước này phải đối mặt với thách thức trong việc nâng cấp hệ thống phòng thủ để đối phó với các loại vũ khí tiên tiến từ Nga. Chiến lược tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, dù hiệu quả, cũng làm gia tăng nguy cơ phản ứng mạnh mẽ từ Moscow. Trong khi đó, phương Tây tiếp tục đối mặt với bài toán cân bằng giữa việc hỗ trợ Ukraine và tránh leo thang xung đột tới mức không kiểm soát được. Các mối đe dọa từ Nga có thể thúc đẩy phương Tây tăng cường viện trợ quân sự, nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ xung đột mở rộng. Giới chức Nga khẳng định tên lửa thế hệ mới Odenis được sản xuất theo công nghệ hiện đại, có khả năng tiếp cận mục tiêu bất cứ đâu tại châu Âu. Hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm trung Odenis có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào, kể cả mục tiêu biệt lập, được bảo vệ cao. Dựa trên nhiệm vụ và tầm bắn, tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu trên toàn châu Âu, khiến nó khác biệt so với các loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao khác. Chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược của Nga phát biểu trong cuộc họp giữa Tổng thống Vladimir Putin với giới lãnh đạo quốc phòng ngày 22 tháng 11. Dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng tên lửa Odenis có tầm bắn khoảng 3.000 đến 5.000 km. Với tầm bắn như vậy, Odenis có thể vươn đến hầu hết các châu Âu nhưng chưa thể tới Mỹ. Trong khi đó, một quan chức quân đội cấp cao của lực lượng không quân và vũ trụ Pháp cho rằng các hệ thống phòng không của phương Tây có khả năng phát hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Nga nhưng khó có thể bắn hạ tên lửa.
Nguồn tin cho biết một khi tên lửa phóng đi, đối phương khó phát hiện hiệu tên lửa có được trang bị đầu đạn hạt nhân hay không. Hôm 19 tháng 11, Nga đã bắn loạt tên lửa vào thành phố Dnipro của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó xác nhận quân đội nước này đã phóng tên lửa siêu vượt âm tầm trung thế hệ mới Odenik, phá hủy một cơ sở công nghiệp quân sự lớn của Ukraine tại Dnipro. Tuy nhiên, phần lớn những lời chỉ trích bắt đầu gia tăng trong thời gian gần đây có thể bắt nguồn những động thái cụ thể của chính quyền đương nhiệm. Sau nhiều tháng liên tục kêu gọi Mỹ nới rộng phạm vi sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cuối cùng Ukraine đã có được cái gật đầu của Tổng thống Mỹ vào ngày 17 tháng 11. Điều này được cho là một sự đảo ngược bất ngờ đối với chính sách trước đó của Nhà Trắng, khi chính quyền ông Biden liên tục từ chối yêu cầu của Ukraine vì lo ngại những phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga. Ngay bên trong nội bộ Nhà Trắng cũng tồn tại nhiều ý kiến cho rằng quyết định xé rào của ông Biden có thể khiến Mỹ lún sâu hơn vào cuộc chiến bên ngoài lãnh thổ, hoặc tệ hơn, có thể thúc đẩy sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân Nga trong xung đột với Ukraine. Sau khi nhiều hãng thông tấn lớn đưa tin về quyết định của ông Biden, ông Donald Trump, con trai của Tổng thống đắc cử, đã viết chính quyền đương nhiệm dường như muốn đảm bảo rằng họ sẽ tiến hành thế chiến thứ ba trước khi cha tôi có cơ hội tạo ra hòa bình và giảm thiểu thương vong. Người được chọn là cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền mới của ông Trump cảnh báo rằng đây là một bước leo thang căng thẳng nữa mà không biết ai chuyện này sẽ đi đến đâu. Giữa lúc căng thẳng leo thang, ông Valery Zaluzhny, đại sứ Ukraine tại Anh và cựu tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine cũng cho biết, với sự tham gia trực tiếp của các đồng minh của Nga vào cuộc chiến ở Ukraine, có thể coi như thế chiến 3 đã bắt đầu. Tôi tin rằng trong năm 2024, chúng ta hoàn toàn có thể xem là Thế chiến 3 đã nổ ra. Lý do là vào năm 2024, Ukraine không còn chỉ đối mặt với Nga mà còn là binh sĩ Triều Tiên. Ông nhận định. New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine vào đầu tháng này cho biết, tổng cộng 50.000 quân gồm cả lính Nga và Triều Tiên đang tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn ở vùng Kursk. Xung đột leo thang. Không bất ngờ khi Điện Kremlin ngay lập tức phản ứng trước quyết định của Nhà Trắng, hai ngày sau khi Mỹ bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công Nga, Tổng thống Putin đã chứng minh những lời cảnh báo trước đó không phải là những tuyên bố suông bằng cách thông qua ký học thuyết hạt nhân mới. Học thuyết hạt nhân đã sửa đổi của Nga có tên Nền tảng chính sách nhà nước trong lĩnh vực răn đe hạt nhân, nêu rõ Nga sẽ xem mọi cuộc tấn công của một nước không có vũ khí hạt nhân nhưng được hỗ trợ bởi một cường quốc hạt nhân là một cuộc tấn công chung. Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết, những thay đổi này có nghĩa là Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp bị xâm lược bằng vũ khí thông thường chống lại Nga hoặc Cộng hòa Belarus. Trong ngày 19 và 21 tháng 11, Tổng thống Putin cho biết Ukraine đã triển khai những hệ thống tên lửa tầm xa và HIMARS do Mỹ sản xuất cũng như tên lửa Storm Shadow của Anh tấn công lãnh thổ Nga. Để đáp trả, Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung vào thành phố Dnipro của Ukraine. Theo một quan chức Mỹ, Oresnik là một trong những hệ thống tên lửa tầm trung mới nhất của Nga, có thể lao đến mục tiêu với tốc độ tối đa 10.800 km/h, gấp 10 lần âm thanh. CNN dẫn lời một quan chức giấu tên cho rằng Nga có thể đã bắn Oresnik để răn đe Ukraine và những đồng minh phương Tây. Vũ khí này cũng không thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động quân sự của Nga trên chiến trường. Dẫn các nguồn tin cho biết Quốc hội Ukraine đã hoãn phiên họp ngày 22 tháng 11 vì các vấn đề an ninh tiềm ẩn sau vụ tấn công của Nga và cho biết cuộc họp tiếp theo chưa được lên lịch cho đến tháng 12. Có thông tin cho rằng các nhà lập pháp đã được yêu cầu giữ các thành viên gia đình tránh xa khu vực trung tâm Kiev để đảm bảo an toàn. Cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ đi về đâu? Hiện cả Ukraine và các đồng minh phương Tây đều ráo riết chuẩn bị cho khả năng xấu nhất là Mỹ sẽ cắt đứt dòng chảy viện trợ tới Kiev sau khi Nhà Trắng đổi chủ, do Tổng thống đắc cử nhiều lần bày tỏ sự hoài nghi đối với chính sách viện trợ cho Ukraine của chính quyền đương nhiệm. Mỹ ngày 20 tháng 11 vừa công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 275 triệu đô la Mỹ cho Ukraine giữa lúc xung đột ở Ukraine đã vượt qua mốc 1.000 ngày. Tổng thống Joe Biden cùng ngày cũng đệ trình đề xuất hóa một nửa khoản viện trợ kinh tế cho Ukraine, tương đương 4,65 tỷ đô la Mỹ lên Quốc hội Mỹ. CNN dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết khoản vay 50 tỷ đô la Mỹ của nhóm G7 dựa trên lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga ở các ngân hàng châu Âu sẽ đảm bảo an toàn về mặt tài chính cho Kiev trong suốt năm 2025.
hiện Nga vẫn đang nắm quyền chủ động trên chiến trường. Nga đang kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ Ukraine, bao gồm toàn bộ bán đảo Crimea, 80% Donbass, hơn 70% vùng Zaporizhia và Kherson, cùng với khoảng 3% Kharkov và một phần nhỏ Mykolaiv. Tại Kursk, cuộc phản công của các lực lượng Moscow cũng gây sức ép lớn đối với Ukraine và giúp Nga giành lại phần lớn lãnh thổ mà Kiev từng chiếm giữ, tương đương 593 km2. Nhiều chuyên gia nhận định, việc đánh mất con bài mặc cả Kursk và tiếp tục ở thế bị động trên chiến trường chính sẽ đặt Ukraine vào thế khó trên bàn đàm phán, đặc biệt khi ông Putin đang bày tỏ quan tâm tới kế hoạch ngừng bắn của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trước đó, ông Trump từng đề cập đến phương án Ukraine nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với Nga. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn đối với các quốc gia phương Tây là khả năng xung đột Nga-Ukraine không chỉ còn giới hạn bên trong đường biên giới của hai quốc gia. Trong bài phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia ngày 21 tháng 11, ông Putin cho rằng cuộc xung đột hiện nay đã mang tính toàn cầu. Kể từ thời điểm đó, như chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, một cuộc xung đột quy mô khu vực mà phương Tây kích động đã có những yếu tố mang tính chất toàn cầu. Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, trong trường hợp leo thang hành động gây hấn, Moscow sẽ phản ứng quyết liệt và theo cách tương ứng. Tên lửa dẫn đường từ Anh, lựu pháo từ Mỹ, xe tăng từ Đức, đạn pháo từ Cộng hòa Séc, danh sách thiết bị quân sự phương Tây dành cho lực lượng vũ trang Ukraine ngày càng dài. Một số quan chức Mỹ giấu tên mới đây cho biết Tổng thống Joe Biden đã bật đèn xanh cho Ukraine dùng tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Các quốc gia phương Tây đã viện trợ quân sự hơn 100 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó Mỹ là nước chi nhiều nhất với 61,1 tỷ đô la Mỹ và tiếp theo là Đức 11,4 tỷ, Anh 10,1 tỷ, Đan Mạch 7 tỷ, Hà Lan 5,5 tỷ. Dưới đây là danh sách vũ khí các nước phương Tây đã trao cho Ukraine. Tên lửa và pháo. Cả Nga và Ukraine đều dùng pháo và tên lửa dẫn đường để ngăn chặn lực lượng đối phương tiến lên và để tấn công các kho tiếp tế, trung tâm chỉ huy của phía bên kia. Ukraine đã sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ chế tạo để tấn công quân Nga ở bên trong Ukraine. Những tên lửa này có tầm bắn khoảng 300 km. Kiev không được phép dùng tên lửa tầm xa để bắn vào lãnh thổ Nga vì điều đó có thể kéo Mỹ và NATO trực tiếp tham gia xung đột. Tuy nhiên, theo tiết lộ của hai quan chức Mỹ giấu tên, Tổng thống Joe Biden đã dỡ bỏ lệnh cấm cho phép Kiev dùng tên lửa tầm xa để bảo vệ lãnh thổ mà họ chiếm đóng tại khu vực Kursk của Nga. Hiện Nhà Trắng và Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin này. Pháp và Anh đã cung cấp cho Ukraine tên lửa Storm Shadow. Cả Anh và Pháp đều cấm lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa đó để nhắm vào Nga, dù Kiev đã từ lâu đề nghị được phép sử dụng. Theo Viện Kinh tế Thế giới, Kiev có trụ sở tại Đức, các đồng minh của Ukraine đã gửi cho nước này hơn 80 hệ thống tên lửa phóng loạt, trong đó có hệ thống HIMARS của Mỹ và hệ thống tên lửa M270 của Anh. Viện Kiev cho biết họ cũng đã gửi hơn 500 khẩu pháo dã chiến, bao gồm cả lựu pháo M777 từ Mỹ. Máy bay chiến đấu. Cuối tháng 7, Tổng thống Zelensky cho biết lực lượng không quân Ukraine đã tiếp nhận lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ phương Tây. Theo nhà lãnh đạo này, Ukraine vẫn cần thêm nhiều máy bay nữa. Các nước NATO, bao gồm Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy, đã cam kết cung cấp cho Ukraine 65 chiếc máy bay chiến đấu hoặc nhiều hơn nữa. Đây là máy bay do Mỹ sản xuất và các nước đã có kế hoạch không sử dụng. Tháng 8 năm 2023, Mỹ đã cho phép gửi máy bay F-16 do nước này sản xuất sang Ukraine. Kể từ đó, các quốc gia phương Tây bắt đầu đào tạo phi công Ukraine lái các máy bay này. Các chính trị gia phương Tây, đặc biệt là người Anh, lo sợ một cuộc tấn công hạt nhân từ Nga, đã bắt đầu lựa chọn nói lời nói cẩn thận hơn và bác bỏ hành động của ông Zelensky, người đã chấp thuận các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga của lực lượng vũ trang Ukraine bằng tên lửa phương Tây. Rõ ràng là có sự hoảng loạn trên chiến trường, cũng như có sự hoảng loạn ở Kiev. Ông Johnson lưu ý sau khi ông Putin thay đổi học thuyết hạt nhân, London sợ phải thừa nhận rằng chính tên lửa của họ được sử dụng để tấn công quân đội Nga. Nếu bạn đến từ châu Âu thì điều này rất nguy hiểm. Nga có nhiều đầu đạn hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, thậm chí còn nhiều hơn cả Mỹ. Thật khó chịu khi nghe điều này, nhà báo kết luận. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ, Ý và Tây Ban Nha tại Ukraine đã đóng cửa trong bối cảnh có báo cáo về cuộc khung kích mạnh mẽ có thể xảy ra vào ngày 20 tháng 11. Bộ Ngoại giao Ukraine đã phản ứng lại điều này bằng cách cáo buộc các đối tác của mình, nói rằng họ đã tham gia vào việc bơm thông tin. Tổng thống Nga Putin đã đưa ra tuyên bố vào tối ngày 21 tháng 11, trong đó ông nói rằng để đáp trả việc lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ và Anh, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tổng hợp vào một khu liên hợp công nghiệp Ukraine sản xuất công nghệ tên lửa ở Dnipropetrovsk.
Đồng thời, Nga đã phóng thử nghiệm thành công một trong những hệ thống tên lửa tầm trung mới nhất có tên là Oresnik. Oresnik là tên lửa đạn đạo với thiết bị siêu thanh phi hạt nhân. Ông Putin nhấn mạnh các cuộc thử nghiệm đã thành công, mục tiêu phóng đã đạt được. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ngày 19 tháng 11, 6 tên lửa ATACMS và ngày 21 tháng 11, hệ thống Storm Shadow đã tấn công các mục tiêu ở khu vực Kursk và Bryansk, gây ra nhiều thương vong. Trong một diễn biến khác, phiên họp theo lịch trình của Verkhovna Rada, Quốc hội Ukraine vào ngày 22 tháng 11 đã bị hủy. Các thành viên Quốc hội đã được cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga nhắm vào khu nhà chính phủ. Các nguồn tin của tờ Ukrainska Pravda tiết lộ rằng các nghị sĩ đã được thông báo về mối đe dọa bị ném bom và được yêu cầu hạn chế sự hiện diện của họ cũng như gia đình họ tại khu nhà của chính phủ. Phiên họp tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12. Thời gian gần đây, quân đội Nga đã đạt được những thành công đáng kể trên nhiều mặt trận. Thành phố Chasovia cũng không ngoại lệ. Ukraine đang nỗ lực thoát khỏi tình huống khó khăn hiện tại. Nhiều đơn vị của lực lượng vũ trang liên bang Nga đang tấn công thành phố, bao gồm Lữ đoàn 200, Sư đoàn Dù 98, Quân đoàn Tình nguyện số 1 thuộc Lữ đoàn Vostok, Lữ đoàn Trinh sát và Phá hoại 88 Espanola cùng nhiều đơn vị khác. Họ đang tiến quân trên các con phố của thành phố Chasovia và phá hủy các vị trí của Ukraine ở ngoại ô. Đơn vị đồn trú tại đây của lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng kháng cự trong thành phố. Trong những ngày gần đây, các đơn vị của Nga đã mở rộng đáng kể vùng kiểm soát của họ ở trung tâm Chasovia. Hầu như toàn bộ quận Otiaski gồm các ngôi nhà và sân vận động đều nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Một số tòa nhà hành chính cũng được báo cáo là đã bị chiếm giữ. Điều này bảo đảm quyền kiểm soát của họ đối với các khu vực quan trọng ở trung tâm để tiếp tục các cuộc tấn công tiếp theo vào cơ sở hạ tầng. Những trận chiến dữ dội đang diễn ra ở một nhà máy nơi đã trở thành thành trì của Ukraine. Khu công nghiệp này là một khu vực kiên cố với nhiều công trình kỹ thuật, biến nơi đây trở thành một pháo đài quan trọng và là một thành trì để đảm bảo cho các cuộc tấn công tiếp theo của Nga. Người Nga đang tấn công nhà máy từ các hướng Đông, Bắc và Tây. Cùng lúc, quân đội Nga đã đạt được những thắng lợi mới ở vùng ngoại ô phía Bắc của thành phố. Sau các hoạt động dọn dẹp ở Kalinoka, khu rừng gần Chasovia đã nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn của họ. Điều này cho phép quân đội Nga phát động một cuộc tấn công vào nhà máy từ phía Tây, cũng như bắt đầu các trận chiến ở khu vực ngã ba đường sắt. Bất chấp sự tiến công nhanh chóng của Nga, lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng duy trì quyền kiểm soát các tòa nhà chung cư nhiều tầng ở trung tâm thành phố. Quân đội Ukraine hy vọng rằng đống đổ nát của nhà máy và các tầng hầm kiên cố sẽ trở thành một trở ngại để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga. Mặt khác, kế hoạch của phía Nga cũng rõ ràng, đó chính là vây hãm vị trí phòng thủ gọi là thành cổ. Từ phía nam, Chasovia bị lính dù của Sư đoàn Không vận 98 Nga bao vây. Ở phía bắc, các binh sĩ của Lữ đoàn Súng trường Cơ giới Độc lập 200 và Quân đoàn Tình nguyện số 1 của lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường tiếp tế của lực lượng Ukraine. Chiến thuật tiến công theo nhóm bộ binh nhỏ của quân đội Nga đã chứng minh được hiệu quả trong chiến đấu và mang lại kết quả tại Chasovia. Đó là những nhóm cơ động nhỏ được trang bị tốt, họ đã kiểm soát hầu hết thành phố. Chiến lược này không cho phép Nga thực hiện các cuộc tấn công nhanh chóng, nhưng đảm bảo phá hủy hiệu quả các tuyến phòng thủ của đối phương. Quân đồn trú Ukraine bị suy yếu, nhưng vẫn giữ được lực lượng dự bị và cố gắng phản công. Tuyến phòng thủ chính của Ukraine trong thành phố, chạy dọc theo Kanan, đã bị lực lượng Nga phá vỡ. Tuyến phòng thủ Ukraine mới bị phá hủy gần đây ở phía đông bắc thành phố, buộc quân đội Ukraine phải chuyển lực lượng dự bị từ các khu vực lân cận. Với việc có được nhà máy và củng cố lực lượng ở khu vực trung tâm thành phố, thì trong tương lai gần, Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn Chasovia. Trong trường hợp bị bao vây, quân đồn trú Ukraine ở Chasovia sẽ buộc phải rút lui. Việc quân đội Ukraine mất vị trí phòng thủ thành cổ tức là sẽ mất đi độ cao chiếm ưu thế và then chốt ở Chasovia, cũng như trong toàn bộ khu vực. Trong tương lai, các đơn vị Nga sẽ có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine trên các tuyến đầu lân cận, bao gồm cả phòng thủ theo hướng Konstantinovka. Theo chuyên gia, Nga có nhiều loại vũ khí trong kho hơn nhiều so với tưởng tượng. Nga đã thực hiện một đòn tấn công kết hợp vào các mục tiêu ở Ukraine bằng tên lửa siêu vật âm tầm trung thế hệ mới. Cựu Ngoại trưởng Áo kiêm Giám đốc Trung tâm Gorky thuộc Đại học Quốc gia Saint Petersburg, bà Karin Neist cho biết Tổng thống Nga Putin đã đáp trả chính sách khiêu khích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và phương Tây bằng việc phóng một loại tên lửa mà hệ thống phòng không của họ không thể đánh chặn. Bà Neist viết, trong khi chính quyền Biden tích lũy kho tên lửa đầy rủi ro cho người kế nhiệm tại Nhà Trắng, thì hôm nay Nga đã đáp trả nhiều hành động khiêu khích gần đây của NATO. Nga có nhiều loại vũ khí trong kho hơn nhiều người tưởng tượng. Nga đã thực hiện một đòn tấn công kết hợp vào các mục tiêu ở Ukraine bằng tên lửa siêu vật âm tầm trung thế hệ mới. Bà Neist đánh giá cả Mỹ lẫn các nước khác trên thế giới hiện không có hệ thống phòng không nào có khả năng đánh chặn các tên lửa siêu vật âm mới của Nga.
Trước đó vào tối 21 tháng 11 theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Putin xác nhận quân đội nước này đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tấn công một nhà máy sản xuất thiết bị không gian của Ukraine. Theo hãng tin TASS, trong tuyên bố đặc biệt kéo dài gần 8 phút, Tổng thống Putin cho biết cuộc tấn công nhà máy Yumas được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo siêu vật âm Oreshnik mang đầu đạn thông thường. Theo nhà lãnh đạo Nga, quyết định phóng tên lửa Oreshnik là để đáp trả những hành động của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đối với Moscow. Ông đánh giá vụ tấn công đã được thực hiện thành công. Ukraine hiện nay đang ở tình thế yếu nhất kể từ đầu cuộc xung đột với Nga. Ông Matthew Savin, người đứng đầu Bộ phận Khoa học quân sự tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Vương quốc Anh nhận định, Ukraine hiện đang ở thế yếu hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong cuộc xung đột. Tờ Times dẫn lời chuyên gia cho biết, ông Savin cũng lưu ý rằng việc cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga sẽ không thể thay đổi cục diện cuộc xung đột. Ảnh hưởng của Storm Shadow sẽ bị hạn chế, nguồn dự trữ khan hiếm, Ukraine đang tiết kiệm tên lửa. Ông Savin nói, về các cuộc đàm phán hòa bình có thể diễn ra giữa Nga và Ukraine, chuyên gia này cho biết Mỹ sẽ theo dõi từ hậu trường và nhận thức rằng tình hình sẽ ảm đạm đối với họ. Chúng tôi không nói là Ukraine sẽ sụp đổ, nhưng có nguy cơ không thể tránh khỏi phải rút lui và mất thêm lãnh thổ. Trong tháng qua, tốc độ tiến quân của Nga đã tăng nhanh, người Ukraine đã kiệt quệ. Họ không thể đưa các đơn vị quân đội khỏi tiền tuyến. Họ mệt mỏi về thể xác và kiệt quệ về tinh thần. Họ không có thời gian ngừng nghỉ, ông nói thêm. Trong một diễn biến khác, tiểu đoàn UAV đặc biệt tinh nhuệ của Ukraine, Birds of Magia, đã được chuyển đến khu vực Kursk. Chỉ huy nhóm thiết giáp có ký hiệu Saza thuộc nhóm pháo binh Liên hợp Brest của lực lượng đặc biệt Amat của Nga nói. Ông nói rõ rằng một đơn vị UAV đặc biệt của Ukraine đã được cử đến để đối đầu với lực lượng Nga ở khu vực Kursk. Một trong những lực lượng đặc biệt tinh nhuệ gồm nhiều chuyên gia nghiên cứu máy bay không người lái. Nếu tôi không nhầm, họ đã được trang bị những thiết bị mới nhất, một lần nữa được cung cấp bởi phương Tây, cả châu Âu và châu Mỹ. Họ sử dụng thiết bị này để tiến hành khai thác, thực hiện nhiều vụ nổ và phá hoại khác nhau, và chúng tôi đang chống lại điều này, Saza nói. Hãng tin RBC Ukraine trích dẫn các nguồn tin cho biết Nga đã tích lũy hơn 1.500 tên lửa trong kho vũ khí của mình. Con số này có được nhờ Nga đã thúc đẩy cỗ máy quân sự và không tiến hành nhiều cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine trong vài tháng qua. Theo phía Kiev, Moscow đang chuẩn bị cho một chiến dịch mới nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Nguồn tin nhấn mạnh rằng Nga đã tích lũy một số lượng lớn tên lửa có tầm bắn vượt quá 350 km. Bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế, tốc độ sản xuất tên lửa của Nga đã tăng tốc đáng kể trong năm qua. Trong khi sản lượng hàng tháng của Nga dao động quanh mức 115 đến 130 tên lửa chiến lược vào năm ngoái, thì hiện tại con số này đã đạt khoảng 170. Nga đã tăng đáng kể sản lượng tên lửa đạn đạo Iskander so với các loại khác. Tính đến ngày 20 tháng 11, nước này đã tích trữ 350 tên lửa Iskander-M, với kế hoạch sản xuất thêm 70 tên lửa nữa vào cuối tháng. Đối với tên lửa hành trình phóng bằng bệ phóng Iskander, mục tiêu sản xuất trong tháng 11 là 12 đơn vị, với kho dự trữ hiện tại là 210. Tên lửa Kalibr vẫn là loại tên lửa dồi dào nhất của Nga với 390 đơn vị được lưu trữ tính đến ngày hôm nay, và Moscow đặt mục tiêu là sản xuất 30 đơn vị trong tháng. Trong khi đó, sản lượng tên lửa KH-101 dự kiến đạt 50 tên lửa vào tháng 11. Tên lửa siêu vật âm Kim Jong có số lượng ít hơn với 70 tên lửa hiện có trong kho và dự kiến sẽ có thêm 12 tên lửa nữa vào cuối tháng. Nga được cho là sở hữu khoảng 230 tên lửa KH-22 hiện không còn được sản xuất nữa. Tuy nhiên, khoảng 12 trong số những tên lửa này được hiện đại hóa sâu mỗi tháng, biến chúng thành các mẫu KH-32 uy lực hơn. Nga hiện chưa bình luận về những con số này. Động thái công bố kho tên lửa Nga của truyền thông Ukraine được xem là sự thay đổi so với trước đó. Trong những năm qua, phương Tây và Ukraine thường xuyên cho rằng Nga sắp hết tên lửa. Tuy nhiên, sau mỗi lần thông tin như vậy được công bố, Nga lại thực hiện các cuộc tập kích quy mô lớn. Hồi tháng 9, Tổng thống Zelensky cáo buộc rằng Nga đã phá hủy tất cả các nhà máy nhiệt điện và hầu hết các năng lượng sản xuất thủy điện ở Ukraine. Theo Bộ Năng lượng Ukraine, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2024, các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã hứng chịu 1.024 cuộc tấn công từ Nga. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, tình trạng thiếu điện của Ukraine có thể lên tới 6 GW vào mùa đông năm nay do các cuộc tấn công, tương đương khoảng 1/3 nhu cầu cao điểm dự kiến. Mùa hè năm nay, tình trạng thiếu điện là 2,5 GW khi Kiev đã trải qua tình trạng mất điện kéo dài. Vào cuối tháng 8, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Gheman Galuchenko đã cảnh báo rằng sắp tới sẽ là mùa đông khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia Đông Âu. Ông dự đoán rằng sản lượng điện của đất nước sẽ giảm đáng kể khi mùa đông đến gần. Sau khi Ukraine tuyên bố rằng Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM trong một cuộc tấn công gần đây,
Moscow đã làm rõ rằng đó thực chất là một tên lửa đạn đạo tầm trung thử nghiệm. Cuộc tấn công nhằm vào thành phố Dnipro khi căng thẳng trong xung đột kéo dài 33 tháng tiếp tục gia tăng. Trong một tuyên bố trên truyền hình, Tổng thống Nga Putin đã xác nhận việc sử dụng hệ thống tên lửa mới Oreshnik mà ông mô tả là mang theo thiết bị siêu thanh. Nga có quyền sử dụng vũ khí chống lại các mục tiêu quân sự ở các quốc gia cho phép tấn công trên đất Nga, ông Putin nói. Ông nói thêm rằng vụ phóng này nhằm đáp trả việc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất chống lại lãnh thổ Nga. Ban đầu, Kiev xác định tên lửa này là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM dựa trên tốc độ và quỹ đạo của nó. Hôm nay có một tên lửa mới của Nga. Tất cả các đặc điểm như tốc độ, độ cao đều phù hợp là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, đồng thời kêu gọi phản ứng quốc tế. Các quan chức Mỹ đã phản đối tuyên bố của Ukraine xác định tên lửa này là ICBM tầm trung có khả năng siêu thanh. Lầu Năm Góc cho biết đó là tên lửa đạn đạo di động RS-26 Rubet với tải trọng mang theo 6 đầu đạn thông thường. Tổng thống Putin xác nhận đây không phải là cuộc tấn công hạt nhân. Ông tuyên bố, để đáp trả việc sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ và Anh, vào ngày 21 tháng 11 năm nay, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công kết hợp vào một trong những địa điểm phức hợp công nghiệp quân sự của Ukraine. Được biết, cả tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM đều là công nghệ quân sự tiên tiến, nhưng chúng được thiết kế cho các mục đích khác nhau và hoạt động bằng các cơ chế riêng biệt. Tên lửa siêu thanh được biết đến với tốc độ khác biệt, di chuyển với tốc độ trên Mach 5, gấp 5 lần tốc độ âm thanh và khả năng cơ động giữa chuyến bay khiến chúng cực kỳ khó bị phát hiện và đánh chặn. ICBM đạt được tốc độ tương tự nhưng theo quỹ đạo đạn đạo cong cao với khả năng cơ động hạn chế trong quá trình hạ xuống. Khi nói đến tải trọng, ICBM chủ yếu được sử dụng để đưa đầu đạn hạt nhân qua khoảng cách liên lục địa rộng lớn. Nhiều tên lửa được trang bị nhiều phương tiện tái nhập mục tiêu độc lập, cho phép một tên lửa tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Mặt khác, tên lửa siêu thanh thường được triển khai để tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng và có thể mang theo đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Các chuyên gia chỉ ra tầm bắn là một yếu tố khác biệt chính trong các cuộc thử nghiệm gần đây. ICBM được thiết kế để có thể vươn tới toàn cầu với tầm bắn vượt quá 5.500 km. Ngược lại, IRBM như loại được Nga thử nghiệm có tầm bắn ngắn hơn từ 1.800 đến 5.500 km, giới hạn việc sử dụng chúng ở các mục tiêu khu vực. Vụ phóng tên lửa diễn ra sau khi Ukraine gần đây sử dụng ATACMS do Mỹ cung cấp và tên lửa Storm Shadow do Vương quốc Anh cung cấp chống lại các mục tiêu bên trong nước Nga. Đầu tuần này, chính quyền ông Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga, động thái khiến Moscow phản ứng giận dữ. Vài ngày sau, theo Điện Kremlin, Ukraine đã bắn một số tên lửa vào Nga. Cùng ngày, ông Putin đã ký một học thuyết mới cho phép phản ứng hạt nhân tiềm tàng ngay cả khi có một cuộc tấn công thông thường vào Nga của bất kỳ quốc gia nào được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ. Theo Tổng thống Nga Putin, việc Ukraine dùng vũ khí tầm xa phương Tây tấn công lãnh thổ được quốc tế công nhận của Nga đã thay đổi bản chất cuộc xung đột, biến nó thành cuộc chiến toàn cầu. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Nga Putin cho biết vào hôm 19 tháng 11, Ukraine đã bắn 6 tên lửa ATACMS vào vùng biên giới Bryansk của Nga và tiếp tục bắn tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh viện trợ vào vùng Kursk một ngày sau đó. Kể từ thời điểm đó, cuộc xung đột Ukraine do phương Tây kích động trước đây đã mang lại những yếu tố có tính chất toàn cầu như chúng tôi từng hơn một lần cảnh báo, ông Putin nói. Ông nhắc lại, Mỹ và các đồng minh NATO trước đây đã tuyên bố họ sẽ cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào Nga. Ông từng nhấn mạnh rằng bước đi như vậy sẽ thay đổi bản chất của cuộc xung đột và biến NATO thành một bên tham gia trực tiếp vào cuộc giao tranh. Chủ nhân Điện Kremlin cũng lập luận, Ukraine không thể thực hiện một cuộc tấn công tầm xa nếu không có sự tham gia của quân nhân phương Tây. Tổng thống Putin khẳng định, việc sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp sẽ không làm thay đổi tình hình trên thực địa, nơi lực lượng Nga đang tiến công dọc chiến tuyến và có ý định đạt được mọi mục tiêu đề ra. Chủ nhân Điện Kremlin cho biết cuộc tấn công của Ukraine vào kho đạn dược ở Bryansk đã bị lực lượng phòng không Nga chặn đứng, không gây thương vong mà chỉ gây thiệt hại nhỏ về tài sản. Cuộc tấn công thứ hai nhằm vào một sở chỉ huy quân sự ở Kursk khiến các nhân viên an ninh và hỗ trợ thương vong. Tuy nhiên, các nhân viên chỉ huy không hề hấn gì và tiếp tục điều hành chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk. Để đáp lại các cuộc tấn công này, Nga đã tấn công một cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine ở thành phố Dnipro bằng tên lửa đạn đạo tầm trung đời mới có tên gọi là Oreshnik và không mang đầu đạn hạt nhân. Ông nhấn mạnh thêm với tốc độ di chuyển 2,5 km đến 3 km trên giây, tức nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh, tên lửa Oreshnik hiện không thể đánh chặn bởi bất cứ hệ thống phòng không nào. Tên lửa đã tấn công một trong những khu công nghiệp lớn nhất, nổi tiếng từ thời Liên Xô và vẫn sản xuất tên lửa cũng như các loại vũ khí khác.
Ông Putin nói khi dường như đề cập đến nhà sản xuất hàng không vũ trụ Yumas thuộc sở hữu nhà nước của Ukraine được kế thừa từ Liên Xô. Phản ứng về cuộc tấn công bằng tên lửa đời mới của Nga, Tổng thống Ukraine Zelensky gọi đây là hành động leo thang nghiêm trọng. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng tuyên bố Ukraine có toàn quyền theo luật pháp quốc tế để tấn công bất kỳ mục tiêu quân sự hợp pháp nào trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa. Về phía Liên Hiệp Quốc, người phát ngôn của cơ quan này kêu gọi các bên kiềm chế, thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm giảm căng thẳng. Điều chúng tôi muốn thấy là chấm dứt cuộc xung đột này theo các nghị quyết của Đại hội đồng, luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ. Người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stephanie Dujarric nhấn mạnh. Trong tuyên bố đặc biệt kéo dài gần 8 phút, Tổng thống Putin cho biết cuộc tấn công nhà máy công nghiệp quốc phòng được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo siêu vật âm Oreshnik mang đầu đạn thông thường. Theo nhà lãnh đạo Nga, quyết định phóng tên lửa Oreshnik là để đáp trả những hành động của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đối với Nga. Ông đánh giá vụ tấn công đã được thực hiện thành công. Tuy nhiên, Tổng thống Putin tuyên bố Nga luôn ủng hộ giải pháp hòa bình và sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề gây tranh cãi. Ông Putin nói, tôi xin nhắc lại rằng chúng tôi đang tiến hành thử nghiệm chiến đấu hệ thống tên lửa Oreshnik để đáp trả các hành động hung hăng của các nước NATO chống lại Nga. Vấn đề triển khai thêm các tên lửa tầm trung và tầm ngắn sẽ do chúng tôi quyết định tùy thuộc vào hành động của Mỹ và các vệ tinh của nước này. Chúng tôi sẽ xác định các mục tiêu để phá hủy trong cuộc thử nghiệm tiếp theo đối với các hệ thống tên lửa mới nhất của chúng tôi dựa trên các mối đe dọa đối với an ninh của Liên bang Nga. Chúng tôi tự tin cho rằng mình có quyền sử dụng vũ khí của mình chống lại các cơ sở quân sự của những quốc gia cho phép sử dụng vũ khí của họ chống lại các cơ sở của chúng tôi. Và trong trường hợp leo thang các hành động hung hăng, chúng tôi sẽ phản ứng một cách quyết đoán và cân xứng. Động thái của Nga diễn ra sau khi Ukraine vào ngày 19 tháng 11 lần đầu tiên bắn tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Putin sau đó cũng đã thông qua học thuyết hạt nhân sửa đổi, trong đó nêu rõ Nga sẽ xem mọi cuộc tấn công của một nước không có vũ khí hạt nhân nhưng được hỗ trợ bởi một cường quốc hạt nhân là một cuộc tấn công chung. Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ cùng ngày xác nhận nước này đã được Nga thông báo trước khi tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa Oreshnik vào thành phố của Ukraine, thông qua các kênh giảm thiểu rủi ro hạt nhân. Phát biểu tại họp báo, Phó Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Sabrina Sai nhấn mạnh, tôi có thể xác nhận rằng Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung thử nghiệm. Tên lửa này dựa trên mô hình tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Rubet của Nga. Chúng tôi đã được Nga thông báo trước khi phóng tên lửa thông qua các kênh giảm thiểu rủi ro hạt nhân. Chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét những lời lẽ từ phía Nga. Nhưng trọng tâm của chúng tôi vẫn là vũ trang cho Ukraine và hỗ trợ Ukraine với những gì họ cần. Trong khi đó, hãng tin AFP của Pháp dẫn lời người phát ngôn NATO Farah Dalala khẳng định rằng vụ Nga bắn tên lửa đạn đạo siêu vật âm tầm xa vào Ukraine sẽ không ảnh hưởng đến cục diện cuộc chiến, cũng như sự ủng hộ của liên minh quân sự này dành cho Ukraine. Những diễn biến mới về tình hình xung đột tại Ukraine được đánh giá là bước leo thang đầy nguy hiểm, đẩy xung đột Ukraine lên một nấc thang mới. Politico dẫn lời cựu tư lệnh Ukraine Valery Jaluny nhấn mạnh chiến tranh thế giới thứ ba đã chính thức bắt đầu, cho rằng sự kiện này đánh dấu bước leo thang lớn về quy mô của cuộc xung đột hiện nay. Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới phản ứng cương quyết đối với việc Nga sử dụng tên lửa siêu vật âm thế hệ mới có tên là Oreshnik để tấn công Ukraine. Lo ngại về những diễn biến về tình hình tại Ukraine, trước đó một loạt đại sứ quán các nước như Italy, Mỹ, Tây Ban Nha, Hy Lạp đã đóng cửa trụ sở tại Ukraine. Về phía Ukraine, Bộ Quốc phòng Ukraine vừa qua đã hạ thấp nguy cơ đối với an ninh tại thủ đô Kiev. Ukraine có thể bắt đầu yêu cầu chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đồng ý để Kiev sử dụng tên lửa Tomahawk tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Ông Chego Cheniev, Phó Chủ tịch về An ninh Quốc phòng và Tình báo Quốc gia tại Vekhona Rada, cơ quan lập pháp quốc gia Ukraine, tiết lộ Kiev có thể sẽ gửi yêu cầu đến Mỹ để Washington đồng ý cho Kiev sử dụng tên lửa Tomahawk tấn công vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Theo ông Cheniev, trong số 5 điểm chính của kế hoạch chiến thắng do Tổng thống Ukraine Zelensky soạn thảo, ông Zelensky đề xuất các đồng minh phương Tây đặt một gói răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện trên lãnh thổ Ukraine, đủ để bảo vệ Ukraine khỏi bất kỳ mối đe dọa quân sự nào từ Nga. Nội dung gói răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện đề cập đến một số loại vũ khí tầm xa, bao gồm tên lửa Tomahawk. Ông Cheniev cho biết Kiev có thể bắt đầu hối thúc chính quyền Tổng thống Biden cho phép quân đội Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk để tấn công các nhà máy sản xuất vũ khí của Nga, đặt tại những khu vực nằm ngoài tầm bắn của các vũ khí nội địa Ukraine. Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa, bay thấp nên khó bị phát hiện bằng các radar thông thường. Tên lửa này cũng có nhiều biến thể, có khả năng mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân. Trong quá trình sử dụng từ năm 1983 tới nay, Mỹ đã liên tục nâng cấp Tomahawk để tăng khả năng chiến đấu của tên lửa.
Các chuyên gia quân sự đánh giá tên lửa Tomahawk là vũ khí mang tính bước ngoặt thay đổi quy luật của chiến tranh hiện đại. Trái lại, một số quan chức Mỹ cho rằng yêu cầu về việc gửi tên lửa tầm xa Tomahawk của Kiev là hoàn toàn không thể thực hiện được. Dù chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã dần nới lỏng các giới hạn trong việc để Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ, tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Vào tối ngày 17 tháng 11, theo giờ địa phương, báo New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS tấn công vào các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga. Đến ngày 19 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng công bố gói viện trợ mới trị giá 275 triệu USD cho Ukraine, bao gồm nhiều máy bay không người lái, drone, đạn pháo và súng cối. Chính quyền Tổng thống Biden cũng cam kết sẽ hỗ trợ quân sự cho Ukraine 7 tỷ USD vào thời điểm ông Biden rời nhiệm sở. Các quan chức ủng hộ ông Donald Trump nhận xét những quyết định mới của Washington bao gồm chuyển giao mìn chống bộ binh cho Ukraine, dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga nhằm gây khó dễ cho chính sách đối ngoại của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trái lại, các quan chức cấp cao ở Nhà Trắng khẳng định đây chỉ là hành động nhằm đáp ứng nhu cầu chiến trường hiện tại của Kiev.